Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lại về thêm được một chiếc đài radio điệp viên 007. Đây là chiếc đài Philips được đóng trong cái bộ phim mà điệp viên 007 từ những thập niên 70 rất là nổi tiếng. Thì đây là chiếc đài Philips đến từ Hà Lan. Con này thì nó có hai phiên bản, một là phiên bản Philips, một là phiên bản Deluxe. Đó, anh em mua phiên bản nào thì cũng được. Con này thì anh em có thể thấy lắp lên lắp xuống này. Đấy. Trên này là cái bản đồ thế giới. Cái tên số 6 anh em có thể thấy rất là đẹp, được làm bằng nhôm. Cái mặt này là radio. Cái này anh em phải bấm cái nút này thì nó mới có cái đèn này nhá. Tại vì cái này em muốn cho nó đẹp nên là đang gài một cái miếng vào đây để cho cái đèn này nó sáng, chứ không là nó mình chỉ nhấn thì nó mới sáng thôi. Đó, nên là quay phim cho đẹp nên là nhét cái này vào cho nó lên hình cho nó nổi. Con này thì em đã giới thiệu một lần rồi, hôm nay hàng về thì lại tiếp tục giới thiệu đến anh em. Hàng về thì rất là đẹp, mặt nó là kiểu dạng mặt nhôm, chia ô caro rất là đẹp. Ở đây có volume này. Đấy. Bên này thì anh em có FM rồi một loạt những cái dòng sóng ngắn AM thì nằm ở đây. Đó anh em thấy không? Rất là đẹp. Nói chung con này anh em lên trên trên YouTube của em thì anh em sẽ có ngay. Đó. Hôm nay thì hàng về thì em giới thiệu đến anh em thôi. Quay lên cho nó cái hàng về. Có những cơn đau chẳng nói. Đôi mắt nó hơi đừng đi. Nó có ba anten, hai anten này, cả một anten này. Lý do của những tan vỡ là gì? Một số nhỏ nữa đấy, Nhiên Đại Lê. Sau khi được trùng tu xây dựng, chùa Địa Tạng đã trở thành điểm đến văn hóa nổi bật của tỉnh Hà Nam. Không chỉ là chốn thờ tự linh thiêng, Địa Tạng Phi Lai tự còn là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng. Với vẻ đẹp thanh tịnh được ví như chốn tiên cảnh nơi lòng núi, Địa Tạng Phi Lai tự thu hút rất nhiều người dân địa phương. Radio FM 108 các thanh bình trong góc khuất tâm hồn giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ thanh vắng. Chương trình tới đây là kết thúc. Xin chào.